Đây là anh chàng Stygimoloch. Đây là anh chàng Triceratops. Anh bạn này của chúng ta rất là dễ thương. Tên là Stegosaurus ha. Anh chàng này của chúng ta tên gọi là Brachiosaurus. Hello các bạn. Đây là những chú khủng long rất là hiền lành. Các bạn thường nghe nói đến khủng long là những con vật ăn thịt rất là hung dữ đúng không? Không đúng đâu, trong thế giới khủng long có rất nhiều loài chỉ ăn cây cỏ thôi. Giống như bốn anh bạn của chúng ta ngày hôm nay đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn bốn anh chàng này ha. Và để xem thực tế coi bốn anh chàng này như thế nào trong thực tế nha. Đây các bạn ơi, chúng ta cùng đến với anh chàng đầu tiên này nha. Đây là anh chàng Stygimoloch. Rất là đẹp đúng không? Và lạ nữa. Anh chàng này, tên của anh ta có nghĩa là con quỷ của sông Styx. Trời ơi, người ta đẹp như vậy mà gọi người ta là con quỷ đó. Chịu được không kìa? Nhưng mà nhìn kỹ ha, thì cái quả đầu của anh ta rất là đáng sợ đúng không? Các bạn thấy không? Gai tua tủa quanh đầu luôn. Và những cái gai này nha, công dụng để làm gì? Đúng rồi, công dụng để đánh trả kẻ thù khi mà bị tấn công. Hoặc là cũng có người nói anh này có cái bộ gai như vậy để thu hút những cái con khác giới đó các bạn. Nhìn kìa. Thực ra gai nhìn tu tủ nhưng mà cũng ngay hàng thẳng lối lắm ha. Lúc đầu nhìn thì tưởng anh chàng này bị hói chứ ha. Nhìn kỹ lại thì thực ra cái đó là cái hộp sọ của anh ta đó các bạn. Nó rất là cứng và nó nhô hẳn ra ngoài luôn ha. Và cái vũ khí này cực kỳ lợi hại để giúp anh ta chống trả kẻ thù đó. Anh ta không phải là đệ tử Thiếu Lâm, nhưng mà anh ta có một môn võ tuyệt chiêu hơn cả Thiếu Lâm nữa. Đó là Thiết Đầu Công, tức là cái đầu cứng như sắt đó. Anh ta mà lao cái đầu vô ai hả? Là người đó té bật ngửa ngay. Nên đừng dại mà dây dưa vào anh chàng này nha. Mặc dầu vậy anh chàng này rất là hiền lành nha các bạn. Anh ta là loài ăn cỏ đó, thấy không? Và không biết anh ta có ăn dừa không ta. Mình thì có một kế rất hay cho anh chàng này là lao thẳng cái quả đầu vào cây dừa, cho đến khi trái dừa rớt xuống là ăn được ngay, ngon lành luôn. Anh chàng này ha, cao khoảng 2m4, nặng khoảng trên 80 kg ha. Và nếu tính luôn chiều dài chiếc đuôi, từ đuôi cho đến đầu thì anh ta dài khoảng 7,5 m đó các bạn. Nên cũng khá là hầm hố đó, chứ không hề đơn giản đâu ha. Các bạn nhìn cái mỏ của anh ta kìa. Đó, nó nhọn nhọn như cái mỏ con két đúng không? Cái mỏ này thích hợp để anh ta ăn các loại cây, nhai các cái cành cây hoặc là xé cái vỏ cây. Anh chàng này là một loài ăn chay ha. Và nhìn kìa, hai cái chi trước của anh ta cũng khá ngắn, còn hai cái chi sau thì to khỏe, giúp anh ta chạy nhanh. Và cái đuôi ngoặt qua ngoặt lại cũng giúp anh ta giữ thăng bằng nữa đó các bạn. Rồi, rất vui được làm quen với anh bạn Stygimoloch ha. Các bạn nói lại tên coi, Stygimoloch. Rồi, bây giờ thì bye bye anh bạn nha. Đây các bạn ơi, đây là anh chàng Triceratops, rất là quen thuộc của chúng ta đúng không? Anh bạn này của chúng ta có tên là gì các bạn nhớ không? Đương nhiên là Triceratops rồi, còn tên tiếng Việt kìa. Nhiều bạn vẫn quen gọi là khủng long ba sừng đúng không? Hoặc là nếu mà gọi theo tiếng Hán cho nó hầm hố một tí là tam giác long. Tam là ba đó, ba cái sừng nè, hai cái sừng nhọn nhọn dài dài của anh ta ở phía trên đó các bạn biết không? Là nó gắn liền vào hộp sọ của anh ta luôn đó. Còn một chiếc sừng ở trên mũi nữa, làm người ta liên tưởng đến cái loài vật nào hiện nay ta? Đúng rồi, tê giác, nhiều người kêu anh chàng này là tổ tiên sâu xa của loài tê giác đó, không biết đúng hay không ha. Nhưng mà có một điều chắc chắn rằng anh chàng này rất hiền lành. Nhìn hầm hố như vậy thôi nhưng anh ta là loài ăn cỏ nha các bạn. Mình không có thấy rõ răng của anh ta. Cái mõm thì nhìn giống như mõm của con két đúng không? Nhưng mà bên trong anh ta có răng đó. Có mỗi hàm có từ 30 trên
36 cho đến 40 cái răng đó các bạn. Cái điểm nổi bật của anh ta rõ ràng là ba cái sừng rồi. Và cái vòm giống như cái yếm ở trên đầu anh ta đúng không? Gai tu tổ luôn nè. Anh chàng này có một cái điểm bất hạnh cho anh ta là anh ta lại sống cùng thời với khủng long bạo chúa các bạn. Tức là cuối kỷ phấn trắng ha. Là khoảng 68 triệu năm trước. Và anh chàng này là món ăn ưa thích của khủng long bạo chúa đó. Bởi vậy rất là thê thảm ha. Tuy nhiên, không phải con khủng long bạo chúa nào cũng dám đến gần anh chàng này đâu. Bởi vì anh chàng này có thể chống trả rất là quyết liệt với cái sừng của anh ta. Thì khủng long bạo chúa một là chết, hai là bắt được anh ta thì cũng bị thương mầm dập nha. Không có dễ mà ăn hiếp tôi đâu nha bạn. Anh chàng này có thể dài từ 6 đến 8 mét và có thể nặng từ 6 đến 12 tấn luôn đó các bạn. Anh chàng này ha, người ta kêu hiền như trâu nhưng mà thật ra lúc cần thiết chống trả thì anh ta cũng chống trả quyết liệt lắm đó. Và anh ta cũng hay đi theo bầy đàn nữa nên rất là khó để mà ăn thịt được anh chàng này ha. Đây các bạn ơi, anh bạn này của chúng ta rất là dễ thương, tên là Stegosaurus ha. Wow, anh ta mới vừa quật một cái đó, hết hồn chưa, gầm rú nữa. Nhìn như vậy thôi chứ anh chàng này rất là hiền lành ha. Anh ta là loài ăn cỏ đó các bạn. Các bạn thấy cái gai trên đuôi anh ta không? Bốn cái gai xếp về hai bên và rất là cứng và rất là nhọn ha. Sẵn sàng đáp trả kẻ thù nếu kẻ thù dám lại gần anh ta và đàn con của anh ta. Đúng không? Anh chàng này tên là Stegosaurus hay còn gọi là thằn lằn phiến sừng hoặc là thằn lằn mái nhà. Cũng có người gọi là thằn lằn vây kiếm nữa. Rất nhiều tên gọi ha. Rồi cái tên gọi thằn lằn mái nhà thì các bạn thấy không? Những cái phiến sừng của anh ta xếp lớp 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 ở trên lưng nè và chạy dọc xuống đuôi luôn. Đó nhìn như là cái mái nhà đúng không? Nó chĩa qua hai bên nữa, xếp thành hai hàng rất là độc đáo. Nó nhỏ ở trên cổ và nó to dần về phía lưng và sau đó là nhỏ dần về đuôi. Rất là đẹp và rất là độc đáo đúng không? Một đặc điểm có thể nhận ra anh chàng này ngay tức khắc luôn. Và cái bộ phiến sừng này người ta nói là nó có thể giúp anh ta điều hòa thân nhiệt để không quá nóng hoặc không quá lạnh đó các bạn. Ngoài ra nó còn có tác dụng để thu hút những cái con khác giới nữa. Nhưng mà nhìn kỹ thì thấy đẹp thiệt đúng không các bạn? Bộ da của anh chàng này cũng rất độc đáo ha. Và có một đặc điểm rất là đáng tội nghiệp cho anh chàng này. Đó là cái đầu của anh ta quá nhỏ. Và đi kèm với đầu nhỏ thì cái bộ não của anh ta cũng cực kỳ nhỏ luôn. Chỉ có khoảng to bằng một quả óc chó thôi. Tức là bằng một quả bóng bàn thôi. So với cái cơ thể của anh ta nặng 6-7 tấn như vậy thì cực kỳ nhỏ luôn đó các bạn. Nên các nhà khoa học nghĩ rằng anh chàng này không có thông minh lắm đâu. So với những loại thông minh khác thì anh chàng này không lại rồi. Tuy nhiên thông minh hay không thì anh ta cũng biết cách để tự vệ, để bảo vệ cho mình và đàn con. Vì vậy nên kẻ thù nào muốn tấn công anh ta thì phải dè chừng cái đuôi của anh ta nha. Anh chàng này may mắn sống vào cuối kỷ Jura, tức là khác thời điểm với lại khủng long bạo chúa. Tuy nhiên thời điểm đó cũng có khá nhiều loại săn mồi to lớn khác. Nhưng tên nào muốn săn mồi thì hãy dè chừng cái đuôi của anh ta. Bye bye nha, Stegosaurus. Các bạn coi nè, anh chàng này của chúng ta tên gọi là Brachiosaurus. Quá quen thuộc đúng không các bạn? Anh chàng này là một nhân vật nổi tiếng xuất hiện thường xuyên ở trên phim ảnh và trong hoạt hình nữa. Các bạn đều quá quen với anh chàng này. Chắc hẳn là các bạn đều quen gọi anh chàng này là khủng long cổ dài đúng không? Nhưng tên đúng của anh ta là Brachiosaurus ha các bạn ha. Các bạn cũng có thể gọi anh ta là Brachio. Còn muốn gọi theo tên tiếng Việt thì tên anh ta là Uyển Long đó các bạn. Có thể vì cái cổ anh ta khá là uyển chuyển ha. Còn đúng ý nghĩa của tên anh ta thì Brachio có nghĩa là bàn tay. Còn Saurus là thằn lằn, tức là thằn lằn có hình bàn tay hả? Ngộ vậy ta. Cũng không hiểu tại sao lại đặt tên như vậy nữa.
Và anh chàng này thì cái đặc điểm nổi bật nhất của anh ta là cái cổ dài, thiệt là dài ha. Cái cổ này dài và cao lắm đó. Và nó giúp cho anh ta trở thành một trong những loại khủng long lớn nhất. Tuy nhiên, cái người lớn nhất là họ hàng của anh ta, Argentinosaurus. Còn anh chàng này chiều dài của Brachio khoảng 26 đến 30 mét thôi. Nhưng cũng rất lớn so với nhiều loại khủng long khác ha. Anh chàng này có rất nhiều họ hàng từ Brontosaurus nè, hoặc là Diplodocus nè, hoặc là hồi nãy mình nói đó, Argentinosaurus. Rất là nhiều họ hàng trong cái giới cổ dài ha. Anh chàng này đi trên bốn chân và có vẻ như là hai cái chi trước của anh ta nó cao hơn một tí so với hai cái chi sau. Và đây là một trong những loài khủng long yêu chuộng hòa bình nhất luôn đó. Anh chàng này hầu như không có vũ khí gì để tấn công. Anh ta chỉ ăn lá cây thôi, ăn những lá cây mọc ở trên cây cao, nên là anh ta ít tranh giành đồ ăn với những loài khác ha. Và mặc dù không có vũ khí gì, nhưng những cái con khác sống cùng thời, những cái loại săn mồi khác lại ít dám đụng đến anh ta bởi vì cái kích thước to lớn của anh chàng này, đúng không? Đụng vô một cái thì mệt phải biết. Anh chỉ cần giơ chân anh đá vào một cái thôi thì văng xa 80 mét ha. Đừng nhờn với anh. Và anh chàng này nhắc lại cái tên gì? Brachiosaurus. Xin chào các bạn. Các bạn thấy không, đâu phải cứ là khủng long là hung dữ đâu, đúng không nè? Những anh chàng của chúng ta rất là dễ thương và rất hiền lành, đúng không? Rồi, các bạn nhớ bấm subscribe kênh Học viện Khủng long để không bỏ lỡ một tập nào hết về khủng long nha. Hãy trở lại với Học viện Khủng long để có thêm nhiều kiến thức thú vị và trò chơi hấp dẫn về khủng long ha. Xin chào, tạm biệt các bạn.